tới tối cô tranh thủ. Trên đường Lê Quang Định, hai bên đường là quán xá, là người dân đang chuẩn bị mua vào những giờ phút chót để tích trữ thực phẩm cho 2 tuần. Rồi, hai bên đường luôn rất đông. Tới 0 giờ là mắm, muối, gạo, đường, mì, lương khô là quan trọng nhất. Cái quan trọng thứ hai đó là có thịt thà nhiều càng tốt, có cá nhiều càng tốt, mua được rau xanh mớ nào hay mớ đó càng tốt luôn. Rồi bây giờ chạy ra được ngã tư Phạm Đồng, 6 cây số nữa là tới ngã tư ga. Rồi đây là tới khu vực vườn câu Y Mạng cầu Hang. Ở đây là thuộc ranh giới của Gò Vấp rồi. Chú này vẫn mở bán hả? Xe đông dữ ta.
Phú Đông Vượng Lài. Rồi lên phà, hết phà rồi mà lên cầu chứ, bị lên cầu thôi.
Hào nhiêu ký hả? Trời ơi, đây bảy chục như vậy. Thôi thế nào, mở luôn. Rồi, một số cái này đi. Cá giò, hồ chê giá giò thịt đây, hải sản, này hải sản luôn. Ồ, khoai tây, cá hồi đông lạnh mặn gì em ơi. Thôi đi, thúi gạo. Thúi gạo, ok. Omachi. Mì tương đen. Ở thích của tụi nhóc à. Ồ, có một loại omachi bò. Rồi à. Đường đen nữa. Ok, đây là chai nước mắm, nước tương. Oh, đổ xong mà được khoảng 2 tuần được rồi. Rồi, bánh xèo, bột năng. Ngon, đúng rồi, tháng kìm cái pate coi. Pate đâu rồi, bò kho, cá ngừ bắp hạt, sốt cá ngừ, heo, bò hay lá, pate. Đây, pate, pate gan heo, 170g, 2.000 đồng, lấy 2 hộp đây đi. Thì trứng với nuôi, rồi, đây. Mì trứng nuôi miếng phú hương hai luôn. Chào không nào, thế nào phù sa hai bịch hả? Nói tình hình mua bán tích trữ là 9 giờ rồi, hồi 4 phút là 9 giờ rồi. Chợ Bà Diệu 9 giờ tối. Thật ra mấy cái đồ khô nó không có sợ, chỉ sợ đồ tươi nó cấm chợ một cái đồ, mấy cái đồ hải sản tươi về ăn tự ăn cho hết. Đâu? Đây tư đây. Ở đây hả? A Hiền hả? Hầu phía bên rau này hả? Hả? Cái gì? Đấy. Khởi động 11:25 ngày hôm nay là ngày 8 tháng 7 bộ vô phía rút tiền à, đi mua rau khu Việt Lan không phải chịu nhắn tanh luôn à, trên đường giờ có mình đi à. Giờ là đi mua rau ở tất cả chợ là không có cái chợ nào bán rau, vô là nó hết sạch. Đó, 11 giờ canh me đi không, giờ ngoài đường xe lớn đi không. Giờ quẹo ra cái khu vực Bà Chiểu, ngay chỗ bán rau sỉ. Buôn mới gì ăn đỡ chừng phải một tuần.
thấy dưa cái này mà để buổi sáng này thôi hết mua được luôn, đi bộ đứng khoảng cách đây nha. Đây là mọi người mua rau, cái gì rau ngót, rau ngót quá trời rau ngót rồi, cái gì á thôi gì à, đi vô trong luôn má trời. Bắp cải cà rốt hư quá, cây hành tây hả, súp lơ bông cải cà rốt khoai tây đủ ăn hai tuần chưa. Lấy cái gì rồi, lấy được cái gì rồi, bắp cải hả, bông cải hả, đậu khoai tây cà rốt hơi rủi chanh. Ờ lấy rau vừa ngót. Nãy của Châu một bịch dung vậy ta. Không, chọn được một mớ đây. Bắp cải thì thêm mà. Bán đồ mai nghỉ rồi quay phim gì nữa trời. Hả? Mai nghỉ hả? Quay về để làm kỷ niệm. Giống như hôm nay là 29 Tết mà. Chiều mai bán một tập nữa là mai nghỉ. À, vậy là chiều, ok. Lấy chanh chưa? Bán chiều chặt nó nghỉ rồi. Lấy đi. Lấy đi luôn. Rồi, còn một buổi chiều mai nữa. Ôi, đủ rau rồi. Đúng rồi, 29 Tết tới 30 nghỉ. Rồi, bây giờ đầy đủ rau rồi. Bữa giờ là kiếm mì gói, tất cả đồ khô, à, rồi gạo, rồi hồi sáng thì ít thịt, bây giờ là ít rau. Cái đợt khó khăn này, trong lúc Sài Gòn đang bị cảm nặng. Hy vọng Sài Gòn sẽ hồi phục lẹ thôi, để đi chợ hàng ngày thôi.